Nơi đây, cách đây hơn 10 năm là vùng nông thôn. Quanh năm, giọt mồ hôi người nông dân tưới xuống những cánh đồng, nhưng cuộc sống vẫn quẩn quanh nghèo khó. Trang sử mới mở ra vùng đất mới, đó là sự kiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 9, cụ thể hóa định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị. Trong đó, đề án xây dựng trung tâm mới nằm trong khu liên hợp công nghệ dịch vụ đô thị tỉnh Bình Dương được hình thành do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMS IDC là đơn vị chủ đầu tư. Ý Đảng hợp lòng dân, nghị quyết sớm được triển khai. Vùng đất nông nghiệp kém hiệu quả ngày nào nhanh chóng khởi sắc bởi những công trình hiện đại mọc lên. Đầu tiên phải kể đến là Trung tâm Chính trị Hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương. Công trình tạo dấu ấn đậm nét trong công tác cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả cho người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã thu hút nhiều sự kiện quốc tế, đưa hàng trăm chuyên gia nước ngoài về với đất và người Bình Dương. Họ đã góp phần xây dựng và đào tạo thế hệ trẻ trí thức, năng động, là chủ nhân của thành phố mới Bình Dương. Bình Dương lại là tỉnh đã và đang xây dựng thành phố thông minh. Thế hệ trẻ của các bạn rất năng động và được tiếp nhận hệ thống giáo dục đào tạo tiên tiến ở đây. Hơn nữa, chính quyền Bình Dương đang trong tâm thế tốt nhất để chào đón các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đến với Bình Dương. Ngày xưa, học sinh giỏi của đất Bình Dương phải qua thành phố Hồ Chí Minh để tìm giảng đường đại học. Thì nay, mọi người tìm về Bình Dương để được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Từ mái trường này bước ra, các bạn trẻ tự tin khẳng định mình, từ khả năng giao tiếp ngoại ngữ đến chuyên môn. Ngay tại thành phố mới Bình Dương, khu công nghiệp Việt Nam Singapore hiện đại kiểu mẫu chính là môi trường đáp ứng nhu cầu việc làm cùng cuộc sống hiện đại của bao bạn trẻ. Thành phố Bình Dương là thành phố cực kỳ nhiều cơ hội của em. Em nghĩ là sẽ có một công việc này phù hợp với mình ngay tại thành phố mới này. Với rất nhiều những cái con người ở đây và em thấy rất thích thú với những cơ hội này. Em nghĩ là sau này có khả năng em sẽ làm việc ở đây. Thành phố mới Bình Dương được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương quyết tâm định hướng là nơi hội tụ, thu hút trí tuệ và phát triển công nghệ. Hàng ngàn trí thức đã tìm về đây để lập nghiệp. Chị Kim Phượng là một ví dụ. Từ ngày còn ngồi ghế giảng đường đại học, chị đã nghe danh thành phố mới Bình Dương với những tiện ích hiện đại. Ra trường, chị quyết định về Bình Dương lập nghiệp. Và cơ duyên đã đến với chị khi công ty trách nhiệm hữu hạn BKMS Tokyo tuyển nhân viên. Chị được tuyển chọn về phòng kinh doanh, ngày ngày lên kế hoạch và giới thiệu đến khách hàng những mái ấm đầy đủ tiện ích. Nơi đây, chị được quan tâm hỗ trợ mọi thiết bị làm việc. Chị liên tục được công ty và đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Nhờ vậy, thu nhập của chị cũng liên tục được nâng lên, nhanh chóng có được nơi ở ổn định tại ngôi nhà đầy tiện ích do BKMS Tokyo đầu tư tại thành phố mới Bình Dương. Khi tôi sống ở đây thì tôi cảm thấy là từ công việc cho đến cuộc sống của mình nó khá là thoải mái. Khi mà mình đi làm thì có thể sử dụng xe buýt hoặc là mình tự đi xe của mình, khá là an toàn, đường xá thì rộng rãi, không bị kẹt xe, cũng như là rất là trong sạch. Thì mình đã tìm thấy cái chân lý sống của mình ở đây, và cái cuộc sống của mình ở đây mình thấy rất là thoải mái, và cả tương lai của trẻ sau này nữa, mình rất là thích ở đây. Chị Kim Phượng chọn thành phố mới Bình Dương để cống hiến vì chính nơi đây đã mang lại cho chị cuộc sống hiện đại trong môi trường xanh, sạch, đẹp như mong ước. Trân trọng, yêu quý vùng đất mới đã mở rộng vòng tay đón nhận mình. Chị và đồng nghiệp luôn cố gắng giữ gìn vệ sinh môi trường làm việc, cùng chung tay xây dựng một thành phố văn minh hiện đại. Chính yếu tố xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại đã thu hút nhiều bạn trẻ các nước chọn thành phố mới Bình Dương làm điểm đến để cống hiến tài năng, tạo lập sự nghiệp. Chị Nemoto Akane từ đất nước Nhật Bản về đây được 3 năm. Chị đã được lãnh đạo công ty BKMS Tokyo tin tưởng, giao trọng trách quản lý cấp cao phòng marketing. Môi trường làm việc thuận lợi, điều kiện sống thoải mái khiến chị càng thêm yêu vùng đất mới này.
như chính quê hương mình. Từ chị Nemoto Akane đã có thêm bao người Nhật Bản đến với thành phố mới Bình Dương để làm việc và ổn định cuộc sống tại những dự án có không gian sống chất lượng cao với phong cách thiết kế kết hợp giữa Nhật Bản và Việt Nam, giữa truyền thống và hiện đại như dự án Sora Gardens hay cuộc sống xanh tại Midori Park. Thành phố mới Bình Dương bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, tuy khoảng cách không xa nhưng mà nơi đây thì không khí rất là trong lành và con người thì thân thiện và tốt bụng. Hơn nữa thành phố mới cũng đang ngày càng phát triển nên tôi thấy là rất là đáng sống. Về sinh hoạt cuộc sống hay là về công việc đều rất thuận lợi với tôi. Đặc biệt làm việc với mọi người ở đây rất là dễ chịu. Khi có vấn đề gì thì mọi người cứ sẽ cùng nhau ngồi lại thảo luận và cùng nhau giải quyết vấn đề. Từ nhà tới công ty tôi cũng gần nên việc sinh sống ở đây rất là thuận lợi. Tôi mong chờ được thấy sự phát triển của thành phố này cũng như đóng góp một chút sức mình vào sự phát triển đó. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố mới Bình Dương đã khẳng định được vị thế với rất nhiều trí thức trẻ tìm về đây tạo lập cuộc sống. Họ là những người con của đất Bình Dương, là những chuyên gia kinh tế khắp mọi miền đất nước và nước ngoài, cùng chung tay xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại. Họ chính là chủ nhân mới của thành phố mới Bình Dương.